Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố nghị quyết về việc bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai ngay số 1 Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai để có tiền trả nợ lô trái phiếu Hoàng Anh Gia Lai Bond 16.26. Số tiền cụ thể Hoàng Anh Gia Lai chưa công bố. Hoàng Anh Gia Lai cho biết tiền thu về sẽ được ưu tiên thanh toán cho lô trái phiếu tại BIDV phát hành năm 2016. Tính đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2023, dư nợ trái phiếu tại BIDV chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.271 tỷ đồng. Trong đó, số tiền lãi chậm thanh toán lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 gần 2.871 tỷ. Số tiền chậm thanh toán là 1.157 tỷ đồng. Được biết, khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tọa lạc tại số 1 Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai là khách sạn duy nhất đạt tiêu chuẩn 4 sao tại tỉnh Gia Lai và là công trình đạt tiêu chuẩn 4 sao đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên. Khách sạn này cách sân bay Pleiku khoảng 7 km, mất 10 phút đi taxi. Một vài năm trước, cuộc họp đại hội cổ đông thường niên của Hoàng Anh Gia Lai đều được tổ chức trong hội trường của khách sạn này. Vì khách sạn có độ hoành tráng nổi bật hơn hẳn so với các công trình lân cận, phía đối diện còn có hội sở chính của doanh nghiệp nên nhiều người dân Phú Núi quen gọi khu vực này là ngã tư Hoàng Anh Gia Lai. Theo Hoàng Anh Gia Lai, khách sạn này ra đời và đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2005, gồm 117 phòng ngủ, gồm 3 loại phòng: Suite, Deluxe và Superior. Với không gian rộng rãi và đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế, các phòng đều có ban công, mỗi phòng được trang bị miễn phí Wi-Fi, TV màn hình phẳng, kết nối Internet không dây, 31 kênh TV trong và ngoài nước, có khu vực hút thuốc. Với động thái quyết liệt bán đi bất động sản đắc địa cuối cùng còn lại, Bầu Đức quyết tâm sẽ xóa sạch hơn 5.200 tỷ đồng tại BIDV trong cuối năm nay. Đây không phải là lần đầu Bầu Đức bán ra các tài sản có giá trị mà mình cất công gây dựng, từng là một trong những đại gia khét tiếng trên thị trường bất động sản, đồng thời là người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2008. Hơn một thập niên qua, Bầu Đức đã liên tục bán tài sản, xoay dần vốn để trả nợ sau lần thất bại với mã cao su. Từ năm 2010, khi ngành bất động sản gặp khó khăn, Hoàng Anh Gia Lai đã bán chi nhánh khu nghỉ dưỡng Hoàng Anh Gia Lai Resort Quy Nhơn cho bên thứ ba với giá bán là 175 tỷ đồng và ghi nhận khoản lãi ròng 99,2 tỷ đồng. Đến năm 2012, Hoàng Anh Gia Lai hoàn tất bán Hoàng Anh Gia Lai Resort Đà Lạt. Thương vụ này không được công bố rộng rãi, nhưng báo cáo tài chính năm nay ghi nhận Hoàng Anh Gia Lai Resort Đà Lạt dưới dạng khoản đầu tư ngắn hạn trị giá 81,8 tỷ đồng đã được chấp thuận để thanh lý cho một bên thứ ba nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý. Những năm đầu thành lập chi nhánh công ty con để phát triển lĩnh vực bất động sản, Hoàng Anh Gia Lai đã đánh dấu cột mốc cho việc ra mắt thị trường bằng một loạt các dự án cao cấp như Resort Quy Nhơn, Hoàng Anh Gia Lai Resort Đà Lạt, Hoàng Anh Gia Lai Hotel Pleiku, khu căn hộ cao cấp Lê Văn Lương, Hồ Chí Minh. Trong suốt 7 năm từ năm 2006 đến năm 2012, bất động sản trở thành lĩnh vực chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai và luôn dẫn đầu trong doanh thu hàng năm. Đỉnh cao là việc xây dựng và phân phối các dự án, khu căn hộ New Sài Gòn, huyện Nhà Bè, Hoàng Anh Riverview, quận 2, khu căn hộ Phú Hoàng Anh, GD1, huyện Nhà Bè và khu căn hộ Hoàng Anh Gold House, quận 7, mang về mức doanh thu hơn 3.300 tỷ đồng, chiếm 77% tổng doanh thu của cả năm. Hoàng Anh Gia Lai đầu tư sang thị trường Myanmar với dự án khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center với cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và khách sạn 5 sao đã bắt đầu đi vào hoạt động chính thức từ tháng 8 năm 2016. Thời điểm khởi công dự án, giá cho thuê bình quân của phân khúc văn phòng cao cấp ở Yangon lên tới 80 đô la Mỹ một mét vuông mỗi tháng. Giá cho thuê bình quân của phân khúc khách sạn đến 250 đô la Mỹ mỗi phòng một đêm. Căn hộ dịch vụ từ 2.300 đô la Mỹ đến 12.500 đô la Mỹ mỗi căn một tháng. Với lợi thế giá vốn thấp, Hoàng Anh Gia Lai rất kỳ vọng vào hiệu quả của dự án này. Song, trong công cuộc đại tái cơ cấu với sự hỗ trợ từ FACO, Hoàng Anh Gia Lai đã bước đầu nhường lại cuộc chơi bất động sản tại Myanmar cho ông Trần Bá Dương. Đến năm 2019, Hoàng Anh Gia Lai chính thức bán toàn bộ lại cho FACO và rút chân khỏi thị trường bất động sản. Cụ thể, tháng 9 năm 2019, Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng hơn 196 triệu cổ phần, tương đương 47,93% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai lên cho Đại Quang Minh, với giá trị hợp đồng chuyển nhượng 2.777,9 tỷ đồng. Trong đó, số tiền lãi được ghi nhận là 306 tỷ đồng.
Hoàng Anh Gia Lai Land là công ty quản lý mảng bất động sản của Hoàng Anh Gia Lai, với dự án chính là khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar tại thành phố Yangon, Myanmar. Đây cũng là dự án bất động sản cuối cùng của Hoàng Anh Gia Lai. Với việc hoàn tất bán hết số cổ phần còn lại, công ty của Bầu Đức đã rút khỏi mảng bất động sản. Cũng trong năm này, Hoàng Anh Gia Lai chia tay luôn mảng thủy điện. Trong đó, Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng toàn bộ số 248,5 triệu cổ phần, tương đương 99,4% vốn điều lệ đang sở hữu tại thủy điện Hoàng Anh Gia Lai. Giá trị không được công bố. Theo báo cáo tài chính quý 3 2019, giá trị gốc của khoản đầu tư này là 2.537 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã trích lập dự phòng 754,8 tỷ đồng. Đỉnh điểm là năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai đã đi đến quyết định bán Hoàng Anh Gia Lai Arico cho Fago. Là công ty sở hữu diện tích đất lớn hơn 60 hectare, Hoàng Anh Gia Lai Arico đồng thời là cục nợ khổng lồ của Hoàng Anh Gia Lai trong cuộc chơi cao su, cỏ dầu. Sai thì chịu thôi, Bầu Đức chia sẻ khi hỏi có hối tiếc Hoàng Anh Gia Lai Arico không. Theo ông, đây cũng là điều cần thiết để Hoàng Anh Gia Lai Arico phát triển, và Hoàng Anh Gia Lai cũng vậy. Thực tế minh chứng, những năm sau đó, Hoàng Anh Gia Lai dần có điểm sáng trở lại, với ngành chủ lực là cây ăn trái và chăn nuôi. Năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai trở lại với mức lãi ngàn tỷ. Tuy nhiên, dù Bầu Đức khẳng định tỷ phú Trần Bá Dương đã đầu tư tỷ đô vào Hoàng Anh Gia Lai Arico thì không thể sai được, nhưng thực tế, công ty này vẫn chìm trong khó khăn. Năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục lên kế hoạch phát triển mảng chủ lực gồm 2 cây, 1 con, sầu riêng, chuối và heo, song song cơ cấu nợ, xóa lỗ lũy kế. Hội đồng quản trị ngay từ đầu đã thống nhất quan điểm bán những tài sản không sinh lợi, nếu cần, để thu hồi vốn. Hiện, Hoàng Anh Gia Lai còn hai mảng ngoài nông nghiệp là Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai và đội bóng Hoàng Anh Gia Lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.